Lúc mình đang ở còn đi làm ở cơ quan thì mình đã lúc bây giờ mình chia tay chồng mình thì thôi mình chia tay anh ấy rồi thì bây giờ cuộc sống của chúng ba mẹ con thôi thôi mình xin nghỉ hẳn cơ quan, mình không đi làm nữa. Và mình đã làm đơn mình xin nghỉ cơ quan, mình không đi làm nữa và ở nhà kinh doanh. Thế thì nhà mình thuận lợi là có cái điểm ở trường cao đại học, bây giờ là chưa lên đại học đâu, chỉ là trường cao đẳng sư phạm Tuyên Quang, mà mình đã mở một cái hàng tạp hóa ra để mình bán để kiếm tiền nuôi các con. Thì nếu mà thu nhập như vậy thì sẽ cao hơn là mình đi làm cơ quan. Đi làm cơ quan bây giờ lương chỉ tháng chỉ được khoảng độ 400, 500, đủ ngày công được 600. Nhưng mà lại đi làm đêm, làm hôm rồi ca kíp nên là mới vất vả. Thì mình thôi, con còn nhỏ, thôi mình xin nghỉ ở nhà, mình kinh doanh. Thì từ đấy chỉ xác định là thôi, cuộc đời của mình về hạnh phúc của mình thì thôi, mình bỏ qua hết và xác định là thôi đứng vậy. Đứng vậy để nuôi con, để thương con thì phải chăm chút cho các con, để nuôi các con. Để sau này kể cả hai con sau này không có bố bên cạnh thì vẫn có một người mẹ đứng lên lo cho các con được, kể cả kinh tế, kể cả vật chất các con. Nói chung là cứ chị lo cho các con không thể bằng những người giàu được. Nhưng mà so với những cái người mà thu nhập mức là tương đối là bình thường, trung bình thì các con của chị cũng không đến nỗi nào. Thế để tài sản thì là bố chung lấy hết tiền, lấy hết, mình chỉ giữ lại mỗi căn nhà để nuôi con thôi, chứ còn mình không có một cái gì cả ngoài tài sản hai đứa con của mình. Khi em bắt đầu xuống dưới Hà Nội này, em nhớ là đầu năm lớp 6. Khi mà xuống Hà Nội một thời gian, em cảm thấy rất là nhớ nhà và cũng có gọi điện về cho mẹ. Khi đấy thời có cái điện thoại đen trắng ấy, em vẫn rất là nhớ là mẹ em đã chuẩn bị cho em để có thể gọi điện, đi thoảng gọi điện về gọi mẹ. Lần nào em gọi về thì cũng có khóc và nhớ nhà. Nhưng mẹ em thấy vậy thì cũng bỏ hết tất cả ở nhà, nhà cửa lại cho người khác thuê để xuống dưới Hà Nội với em. Và anh em cũng vì thế mà cũng đi theo mẹ luôn xuống dưới Hà Nội với em, nên cả gia đình lại đoàn tụ nhau lần nữa. Mình đã thanh lý cả tất toàn bộ cửa hàng ở trên Tuyên Quang và xuống, mẹ con mình sống ở Hà Nội. Trong những năm mà mình ở Hà Nội thì mình thuê một cửa hàng và bán đồ giải khát và cà phê để, và những ngày lễ thì mình bán hoa cho mọi người. Đôi lúc em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi mà có một người mẹ như vậy. Khi mà mẹ em xuống đây bỏ hết tất cả và để đi theo em, lúc đấy em còn bé nên em cũng chưa biết nghĩ gì lắm. Khi mà lớn lên em suy nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua mẹ đã vất vả như nào, và anh em nữa vất vả như nào để theo em, để cho em có được ngày như hôm nay, để em vững bước trên con đường của em đã chọn, thì em cảm thấy rất là cảm động và muốn báo đáp với cho mẹ những cái gì tốt nhất bây giờ em có thể làm được. Vợ chồng mình chia nhau từ đấy thì Trung sinh ra là không có bố. Điều đó là mình rất là buồn và rất thương. Thương con lắm, không biết nói thế nào, thương, rất thương. Thế khi con đi bóng đá thì mình nghĩ rằng mình phải là chỗ dựa, kể cả tinh thần, kể cả vật chất cho con đến khi con trưởng thành. Và cái lần mà mình khóc nhiều nhất là cả cái đêm đấy khóc, là con nó về nó cầm hai cái bình rượu. Cái bình rượu đấy là cái bình rượu mà người ta gọi là sao biển hay cá ngựa gì đấy, đại loại như thế. Mua hai bình về, Trung có bảo mẹ này rất là ngây thơ, bảo mẹ ơi, các bạn nào mua hai bình, con chẳng có bố thì con mua cho ai được, con chẳng biết mua, con cứ mua. Nhưng mà vì các bạn mua con phải mua chứ. Thế là Trung dắt cái bình về. Về thì bị các bạn giấu đi mất một bình, mất bình cứ đứng khóc. Con như mua hai bình về để đi cho mẹ, biếu ai thì biếu, mà lại mất một bình. Không có bố con vẫn mua. Mình nghĩ con về nói thế, mình thương con, đêm nằm suy nghĩ. Và nếu mà trong các bạn của con này con quá thiệt thòi, thì mình hỏi con như này, con ơi, nếu mà mẹ những trận nó đi đá xa nhà này mà con đi xa nhà, đi Đắk Lắk, đi Khánh Hòa, đi Giang, về thành phố Hồ Chí Minh, mẹ không đi cùng con được vì điều kiện kinh tế. Anh con đang học đại học, mẹ không thể có tiền để đi theo con được, thì con có buồn không? Nó còn buồn lắm. Những lúc như vậy nhìn đến sân thấy các bác thật với các bố, các mẹ, các bố đứng ở đấy mà chả thấy mẹ, con buồn, tự đến mình thương. Cả đêm mình khóc. Mình khóc rất nhiều, mình nghĩ thực ra tất cả là vì kinh tế, chứ nếu không thì chị theo con các nơi, các sân. Đấy, kể cả bây giờ đấy, rất muốn theo con đi các nơi, nhưng mà đúng là cũng
vì điều kiện về kinh tế cho nên là thành phố Hồ Chí Minh hay là các miền trong thì mình chỉ đi đến Khánh Hòa, Nha Trang thôi, chứ mình không đi được được nhiều. Đấy, mình chỉ đi Hà Nội thì mình đi nhiều vì nó thuận lợi hơn, nó chi phí nó ít hơn, thế cho nên là mình đi theo con được. Đấy, sân Nam Định hay là sân Thanh Hóa hay là Nghệ An hay là sân Quảng Ninh thì mình đều đi được. Đấy, có những trận mà mình về từ sau khi trận mà mình hỏi con đấy về, mình thương con quá, mình không biết làm nào được, nhưng mà thôi bây giờ mình chịu khó, mình bán hàng, mình kiếm tiền, mình dành dụng ra để tích góp lại để mỗi trận con đá ở xa mình cố gắng mình đi theo con. Thì mình đi được theo con được cái giải Khánh Hòa được 18 ngày. Đấy, thì trong đi thì các mẹ hồi đây không đi, chỉ có bố đi thôi, thì mỗi mình là phụ nữ đó. Đấy, mình đi Khánh Hòa, Nha Trang, mình đi được 18 ngày, đi cùng các bác trong đội. Trung biết từ bé đến giờ thì Trung biết là Trung không có bố lúc nào, Trung không nhắc đến đâu, không bao giờ hỏi bố đâu, chỉ biết là con chỉ có mẹ thôi, nên là con không cần hỏi bố gì cả. Thế cho nên là từ đấy chứ đi không, Trung bao giờ không hỏi đâu, không hỏi đến bố nữa. Như đấy em cũng là một cầu thủ trẻ thôi, cũng chưa có gì và cũng đều phải xin tiền mẹ, cũng cảm thấy mẹ rất là thiệt thòi. Trước kia mẹ em đã rất là thiệt thòi rồi, vì một mình nuôi anh em và cả em rất là thiệt thòi rồi. Mọi người hàng xóm quanh đó thì các cũng có đôi lúc mà có những cái lời tốt không tốt về mẹ em, nhưng mà em tin em và anh em tin mẹ như nào và em anh em hiểu mẹ như nào, nên cũng động viên mẹ vượt qua. Khi chị tay bố của Trung xong là chị năm chị còn trẻ lắm, chị 28 tuổi thôi, chị đứng vậy chị nuôi các con, và đến ngày nay thì Trung được trưởng thành này thì Trung rất là nỗ lực. Thực ra để thành công đến ngày hôm nay thì cháu cũng rất là vất vả. Thương nhất là những cái lúc mà con bị đau với chấn thương, bị bóng đá thì chấn thương rất nhiều. Năm 2013 thì cháu bị ngã và bị gãy tay. Bị gãy một cái tay, gãy cái xương nhỏ ở cái tay bên tập bóng. Thì mình, những lúc con bị như vậy, mình thương. Thương không biết làm nào được. Lúc con ngủ là mình khóc, ôm đầm, không cho con biết. Mà vừa làm cha vừa làm mẹ của hai đứa có vất vả lắm không ạ? Rất là vất vả, vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa nhu vừa nhược, vừa mềm vừa cứng. Đấy, mình lúc nào cần mềm thì mình rất mềm với các con, thủ thỉ ba mẹ con nói nhỏ nhảy với nhau. Khi nào cứng mà các con, ví dụ như là Trung ngày bé thì thích điện tử, cho nên là thỉnh thoảng đi điện tử thì lúc bây giờ mình về thì mình dọa Trung, mình nạt Trung, thì lúc bây giờ mình tức lên thì mình chắc là Trung sợ lắm. Lúc nào cần mềm với các con thì vẫn mềm mềm. Đấy. Cho nên là các con của mình cho đến giờ phút này, cái anh của Trung và Trung rất là ngoan, chưa bao giờ cãi lại mẹ đâu. Trong lòng của các con của chị thì mẹ lúc nào là số 1. Đấy. Nghe lời mẹ, ngoan ngoãn. Đấy. Thế thì chỉ có điều là Trung vất vả hơn là đi xa nhà nhiều hơn. Cháu đi từ lúc xa nhà, từ lúc cháu có bắt đầu sang tuổi thứ 9 ở Tuyên Quang, đi Tuyên Quang thì cứ chị đưa đi xong là về đến 9 tuổi, và đến sang năm 10 tuổi thì đi xuống dưới Hà Nội. 10 tuổi sang Hà Nội thì 2 năm Tuyên Quang là 8 tuổi và 9 tuổi là ở Tuyên Quang. 10 tuổi cho chị cho cháu xuống Hà Nội. Thì cứ thứ bảy chủ nhật thì cháu về ngủ mẹ, còn ngày thường thì cháu về ngủ trong đội. Đấy, cái nhà thi đấu Gia Lâm là nơi mà câu lạc bộ đá bóng trẻ Hà Nội đấy đào tạo các cháu Quang Hải, Mỹ Duy, Mạnh Thành Trung đấy, Đậu Văn Toàn, bây giờ Nguyễn Bá Minh Hiếu là các cháu cùng lớp của Trung và Trần Đình Trọng đấy, là các cháu được đào tạo từ các thầy của đủ đội Hà Nội đây. Đây, cái ảnh này là của các thầy đây, của đội Hà Nội đây đấy. Vào đội của Hà Nội bắt đầu lấy Trung xuống là thầy Hoàng. Thì thầy lấy cho Trung vào thì mình có xuống đấy. Thầy không may thì qua đời rồi, chứ là thầy Vũ Minh Hoàng tiếc. Chính là Hoàng rất là tốt. Bố nuôi của đấy, Nguyễn Quang Hải. Nguyễn Hoàng rất là tốt, thầy người là thầy đầu tiên để lấy Trung xuống đội Hà Nội. Và các thầy trong đội Hà Nội là có thầy Ngọc rất là nhiệt tình và rất là bảo ban cháu, quý cháu thầy Ngọc. Thế từ đấy chị đi là Trung không bao giờ hỏi nữa. Thế năm ngoái thì cháu có bảo là mẹ bây giờ con chả hình dung mặt bố con đâu, hay là bây giờ con lớn rồi con muốn đi thăm bố con. Chị cũng bảo là khi nào mà con rỗi thì
con sắp xếp thì mẹ con mình vào thăm bố con một lần. Chị chỉ bảo thế thôi chứ còn cũng chưa có thời gian để cháu được về, cho nên là nếu mà được nghỉ chung được nghỉ một vài ngày mà có thời gian thì chắc là cháu nó sẽ đi thăm bố được. Nó các con mình là dù bố con là một người đối xử với mẹ tồi tệ, đối xử với các con tồi tệ đến bao nhiêu chăng nữa thì vẫn là bố của các con. Cho nên về già, bố yếu rồi các con vẫn phải chăm sóc. Chị vẫn nói với các con như thế. Và có lẽ là nghe cái câu chuyện của chị Tuyết thì thấy là cả một hành trình song hành cùng với con, đúng không ạ? Từ chuyện là đưa con đi tập ở Tuyên Quang này cho đến chuyện là rời cả gia đình về Hà Nội để tiếp tục. Và sau khi con đã lên đội 1, đã thành đạt rồi thì chị lại trở về Tuyên Quang và vẫn thường xuyên song hành cùng với con trong những cái chặng đường đi thi đấu. Các trận đá giải mỗi thành phố Hồ Chí Minh là chị mới Bình Dương là chị không đi được, tại vì mới Đắk Lắk. Chị vẫn ao ước được đi nhưng mà thực ra thì nó cũng kinh tế nó cũng nhiều cái eo hẹp. Thực ra thì nhà chị chung thì vừa rồi thành công cũng là có một chút. Mọi người hỏi là sao mua nhà Hà Nội, thực ra thì chung còn phải gánh vác một trách nhiệm, nói chung là cũng cứu vớt anh trai của mình. Anh chung làm ăn không thành công trên con đường mở doanh nghiệp ra, cho nên là thất bại, cho nên là chung phải đỡ đần cho anh. Khoản tiền nó cũng không nhỏ, cho nên là cái tứa tiền của chung kiếm được là hết vào cho anh rồi, hết cho anh rồi, lo cho anh. Thế là chung sống hết lòng vì gia đình đó, không nghĩ cho bản thân mình đâu. Mà khi anh họa nạn như thế, là anh có vợ có con có gia đình rồi, anh họa nạn như thế mất tiền mất nong như thế không lấy có tiền thì chung sẵn sàng là coi như là rút hết cái số đồng tiền của mình ra để giả nợ cho anh, hết sạch nợ cho anh. Anh xa cơ lỡ vận thì cũng không bỏ rơi anh, mà đánh lẽ dư những người khác là người ta chỉ đỡ anh 100-200 triệu thôi là anh có thể mua, anh còn đâu anh làm đến kiếm tiền để giả nợ. Nhưng mà chung không, em không mua nhà Hà Nội nữa, em giả nợ hết cho anh, miễn sao để giả nợ để anh có không nợ lần gì ai nữa, em giả hết cho anh nợ anh ra nói đi, giả anh giả bao nhiêu anh nợ bao nhiêu em giả hết. Thì anh có nói là anh nợ tầm khoảng độ đợt trước chú giả cho anh tầm hơn 900, bây giờ anh nợ khoảng độ tầm 500 triệu nữa, chung mà em giả hết cho anh, nhất là em không còn đồng nào em kiếm lại từ đầu, chứ để anh mắc nợ thì không thể để được, em không thể sống như thế được, không thể nhìn anh thế được. Thế là Tết vừa rồi là chung về chung giả hết nợ cho anh. Em kiếm được số tiền đó thì em cũng có tích góp lại và để cho cuộc sống sau này. Nhưng mà khi mà anh em có công việc bị người khác lừa thì anh em lúc ấy rất là suy sụp. Em cũng có giúp anh em từng đồng lẻ rất là nhiều, từng tí để trả dần dần, nhưng mà cuối cùng là không thể nào mà trả hết được. Đấy là em thấy anh em suy sụp quá và cũng gầy quá, không ăn uống gì. Em cũng thi thoảng hỏi mẹ em là mẹ ơi sao bây giờ anh thế nào, sao như nào rồi, con gọi không được. Thì mẹ cũng có bảo là anh đi suốt, xong rồi cũng trốn, hay là nói chung là cũng nhiều vấn đề bất cập, anh em không thể nào xuất hiện ở nhà nhiều được. Nên em cũng Tết em cũng quyết định bảo mẹ là, và cũng nói chuyện với anh, em cũng nói rất là nhiều, bảo là em sẽ giúp anh, em không thể nào em bỏ anh em được, vì em có bao nhiêu em giúp bao nhiêu, em giúp cho anh hết. Một số tiền nó cũng không lớn mà cũng không nhỏ, đủ để trả hết cái số tiền của anh em đã làm ra và hỏng hóc sự việc, và để cho anh em làm lại từ đầu. Đó cũng là số tiền là tất cả từ trước em kiếm được. Đến lúc mà chung không có nhà này, mình đã bị suy nghĩ là những đồng tiền xương máu tiền để có được đồng tiền để con rất là vất vả. Thế nhưng mà đấy đó, con lại hy sinh để cho anh, trả nợ cho anh. Như vậy mình rất là khâm phục. Nhưng mà cũng được tiêu một cách rất là chính đáng. Tiêu chính đáng, cũng đấy, trả nợ cho anh. Chứ đồng tiền đấy là đồng tiền xương máu. Và thực sự là dành cho những người anh em ruột thịt. Trên đời này còn cái gì mà ý nghĩa hơn như thế. Đấy. Bây giờ có thể là chị có tâm sự một cái câu chuyện gì, một cái kỷ niệm gì vui hơn đi về Thành Trung. Thành Trung cũng là một người rất là giống chị, cũng rất là hay cười. Bình thường thì thưa quý vị và các bạn là nếu mà gặp chị Tuyết ở ngoài thì nói thật là cười suốt ngày. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện rất là sâu lắng, đúng không ạ? Bây giờ thì chị có thể kể một vài những cái kỷ niệm vui hơn đi, để cho chúng ta được trải nghiệm những cái nụ cười của chị. Chị kỷ niệm vui nhất là đợt con được thầy Park gọi lên đội tuyển em ạ. Khoảnh khắc khi mà lần đầu tiên em được nhận bộ đồ đội tuyển thì em cảm thấy rất là hãnh diện khi mà mình được
cầm lên tay bộ nào đó và được khoác trên mình bộ nào đó và chiến đấu vì gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Em được ra sân ở một đấu trường quốc tế trong màu áo đội tuyển U23 châu Á. Thầy Bắc đã trao cơ hội cho em, đó là giải đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của em. Tính đến thời điểm bây giờ, đó là điều đáng nhớ nhất đối với em. Cháu về cho bảo là mẹ, con được thầy Bắc gọi lên đội tuyển U23 rồi mẹ ơi. Thì chị mừng lắm. Chị lúc bây giờ chị bảo, ôi thế thì mẹ đi nấu cơm cho con ăn, con đi. Nó không, mẹ ơi không kịp đâu mẹ ơi. Bây giờ 2 giờ tập trung mà bây giờ là 11 giờ kém rồi, con không thể ăn được đâu. Thế thì mẹ nấu có mì tôm cho con. Thế là chị nấu mì tôm cho cháu, nhưng mà cháu chỉ ăn được có mấy miếng thôi. Thì chị gọi cái xe taxi cho cháu đi, tại vì là liên đoàn gọi rất là gấp. 2 giờ tập trung mà bây giờ 11 giờ kém mới gọi điện cho cháu, thế là không thể kịp được, nên chị gọi taxi cho cháu đi. Thì trong lòng mình vui lắm. Mình nghĩ rằng coi như là thôi, con mình sau 3 nỗ lực của con vất vả và bây giờ con được gọi lên đội tuyển thôi, thì đấy là một cái niềm hạnh phúc vô cùng lớn đối với chị. Chị mừng lắm, chị rất là vui, bởi vì là chị ước ao lắm. Chị ước ao là con được gọi lên đội tuyển để được khoác áo đội tuyển, để đi thi đấu cho đội tuyển. Chị rất mong điều đấy, mong vô cùng luôn ý. Cái lúc với con, cái trận mà cháu đá ở bóng ở bên Trung Quốc về ấy, cái trận đá Mỹ rách thì trận cháu có tham gia. Yeah. Cháu bảo mẹ ơi, con vừa đá rồi mẹ, vui không mẹ? Bảo có, mẹ vui lắm mà con ạ. À, mẹ vui lắm, mẹ rất mừng. Con cố gắng nỗ lực lên, cố gắng lên nào, con sẽ nỗ lực, con sẽ cố gắng, con sẽ phấn đấu. Mẹ yên tâm, từ giờ gì đi, mẹ tin tưởng vào con sẽ phấn đấu, con sẽ thành công, con sẽ đền đáp mẹ công ơn của mẹ, con làm cho mẹ phải vui. Nếu như mà cháu Trung ấy, mà nhà chị ý, mà chị nghĩ là cháu được thi đấu liên tục ở trong đội hình đá chính ấy, được đá liên tục các trận ấy, được đá liên tục, thì chị nghĩ là cháu sẽ được phát triển hơn nữa đấy. Bởi vì là chị biết cái tố chất của cháu là cháu có năng khiếu từ bé, năng khiếu của Trung từ bé. Lúc mà chú Trung ra, sinh ra lúc đủ câu ca dao quá cụ là 9 tháng 10 ngày, bắt đầu Trung chị bán hàng bận là Trung ở cái xe tập đi của các cháu này, chị nhấc Trung ra khỏi cái xe đấy là Trung chạy được mấy bước cái là đá quả bóng luôn, xong là ngã bịch xuống, xong lại đứng lên lại tiếp tục. Và cái bước đầu đời của Trung ấy là đúng câu ca dao có cụ 9 tháng 10 ngày, bước đầu đời của Trung là chạy được với bước là đá bóng, chạy với bước là đá bóng. Dạ. Nên chị nghĩ là đấy là cái năng khiếu bẩm sinh của con. Khi ở nhà, khi mà đội nhi đồng của Tuyên Quang chưa lấy thì cháu nó cứ đi các sân nó đá ở với lại các cháu ở trẻ con ở quanh này, là chiều nào ôm bóng đi. Đấy, nó đam mê từ bé, cho nên là có thể đấy là rất là đam mê. Đấy, những cái giải đây này, giải của xóm này em này. Dạ. Đấy, cái giải của xóm này lúc chưa được đi đâu. Vâng. Nhưng mà hắn cầm quân ở đây, con nhà chị đấy. Vâng. Là rất thích đi theo các anh lớn. Để các anh lớn là phong trào của xã là đều đi. Và khi mà nhi đồng Tuyên Quang lấy một cái là thực sự là chị không muốn cho cháu đi, bởi vì là chị nghĩ là bóng đá thì rất là vất vả, mà rất là nhiều cái chấn thương. Chị nghĩ là như thế, bởi vì chị nghĩ trong bóng đá thì rất là nhiều chấn thương, cho nên là chị không muốn cho con chị đi bị chấn thương như vậy. Thế nhưng mà con nó về nó bảo mẹ cho con đi đi. Con rất là thích bóng đá mà con đam mê bóng đá, con ngủ con cũng mơ cái bóng đá, cho nên là mẹ đừng cấm con, mẹ cho con đi đi, mẹ chiều con, mẹ cho con đi đi. Thì chị nghĩ là thế con có thích thực sự không, con thích là chị mới quyết tâm để chị cho đi. Rất là cảm ơn chị vì đây là một trong những cái may mắn của Thành Trung, may mắn của Hà Nội và may mắn của bóng đá Việt Nam, bởi vì nếu không thì chúng ta mất đi một trung vệ mà có khả năng chiến đấu cũng như là ghi bàn bằng đầu rất là tốt. Thực ra thì chúng ta đến thăm nhà của Thành Trung chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều những câu chuyện, nhưng mà đọng lại trong cái tâm trí của Minh Hải bây giờ, đấy là một sự hy sinh đến quên mình của chị Tuyết, là mẹ của Trung. Vì đam mê của Trung, chị có thể bỏ cả công ăn việc làm của mình, đưa con đi tập, ngồi đợi con rồi đón con về. Rồi cũng vì đam mê của Thành Trung, vì sự nghiệp của Thành Trung mà chị rời cả gia đình về Hà Nội. Và sau khi tất cả mình bán thanh lý hết cả quầy hàng đấy. Lỗ đấy. Phải từ thời đấy phải lỗ gần 100 triệu đấy. Đấy. Mình bán thanh lý tất cả quầy hàng đi để mà đi về dưới Hà Nội để bán nước chè thôi. Đấy. Để ngồi gần con, để gần con, để chăm sóc con hàng ngày. Và bây giờ thì cũng vẫn song hành cùng với con trên mọi nẻo đường. Và đấy là lý do vì sao chúng ta có được Thành Trung ngày hôm nay. Và đấy cũng là lý do vì sao mà Thành Trung luôn luôn làm mọi cách để chinh phục được thành công, mang lại niềm vui cho mẹ, bù đắp cho những sự hy sinh của mẹ, cũng như là hỗ trợ người anh ruột của mình. Đó là một câu chuyện rất là sâu lắng về một cầu thủ mà chắc chắn là chúng ta còn nhắc đến tên anh rất là nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Tuyết vì câu chuyện rất cảm động, rất hay, và chắc chắn nó mang lại cho chúng ta một cái triết lý về thành công. Và Minh Hải cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình. Chúng tôi cũng xin được tri ân nhà tài trợ bất động sản.com.vn đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Và trước khi kết thúc chương trình, chị có thể
nhìn vào máy quay và hạnh nhắc Thành Trung một câu gì đó mà chị cho là rất quan trọng. Con dây yêu của mẹ. Mẹ rất tự hào vì con. Con hãy nỗ lực lên, hãy cố gắng lên. Hãy thi đấu hết mình và tỏa sáng hơn nữa và thi ghi được nhiều, lập nhiều chiến công để trở thành cầu thủ giỏi, nổi tiếng và cống hiến nhiều hơn nữa cho đội tuyển Việt Nam. Mẹ rất yêu con và luôn đồng hành cùng con. Cố gắng lên con trai của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Câu em muốn nói với mẹ và anh em nhất là mẹ và anh cứ sống một cuộc sống thật là tốt, vui vẻ và hạnh phúc, thoải mái. Khi mà mình là một gia đình, mình chỉ cần có nhau là mình sẽ vượt qua tất cả. Không ai có thể bỏ ai được. Em bây giờ sẽ là người bảo vệ mọi người để trong những đoạn đường sắp tới. Hãy nói với mẹ một câu mà em chưa bao giờ làm con, mà em luôn luôn mong muốn nói. Em muốn nói với mẹ là con yêu mẹ và gia đình mình. Bây giờ em mong muốn làm cho mẹ nhất là có một cuộc sống không phải lo nghĩ và vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày. Và những cái mà ngày trước mẹ em phải chịu đựng khổ cực, đó là cố gắng kiếm từng đồng nhặt nhạnh để nuôi em và anh em. Thì bây giờ em không muốn mẹ em như vậy nữa. Em không muốn mẹ em động chạm vào bất cứ việc gì để kiếm tiền hay là như nào. Em chỉ muốn mẹ em được thoải mái nhất sau những cái gì mà em đã trải qua.